Tử Vi tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, bước sang tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023, được thần tài ban lộc, xóa sạch nợ nần, đổi đời, giàu cực nhanh. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão 2023, thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may, để có niềm tin, vượt qua khó khăn, và vươn lên trong cuộc sống. Và ất mão được dự báo, trời ban cho số mệnh phú quý, điều kiện đủ đầy, tháng đầu tiên của năm quý mão, thần tài ban lộc, chúng lớn, giàu hết phần thiên hạ. Tử vi tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, cho người tuổi ất mão, sinh năm 1975. Người sinh năm 1975 Ất Mão là tuổi con mèo, thuộc mệnh Thủy Đại Khê Thủy, nước khe lớn. Thầy tử vi chỉ ra rằng người tuổi Ất Mão có được lòng nhiệt tình và sự thẳng thắn trong công việc, ý chí mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước khó khăn, tuổi Ất Mão là những người thông minh, có ý chí kiên định và sự sáng tạo, họ luôn cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định người tuổi ất mão, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng, thì bản mệnh, nên khởi hành vào, giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ, để xuất phát, khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này, thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công, vạn sự như ý, đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi cho người tuổi ất mão, sinh năm 1975 thấy rằng. Tuổi Ất Mão là người sống độc lập tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm trông chờ vào bất kỳ ai, cuộc đời họ dù gặp phải nhiều khó khăn, vất vả, nhưng về sau công thành danh toại, ý chí công sức được đền đáp xứng đáng. Tuy người tuổi này cũng phải trải qua nhiều gian khổ, nhưng họ có đời sống tinh thần vô cùng phong phú, lạc quan yêu đời, tuổi Ất Mão rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống, bởi vậy họ thường gặp nhiều may mắn, hưởng thọ lâu dài từ 80 đến 95 tuổi. Bản mệnh tuổi Ất Mão may mắn, thuận lợi cả về hai yếu tố gia đạo lẫn công danh cuộc sống ban đầu của tuổi ất mão còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng về sau được hưởng tài lộc, sung sướng, chỉ cần có ý chí và lòng quyết tâm bền bỉ, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua. Tuổi ất mão là những người ôn hòa, hiền hậu, quyền chuyển, lại có tài hùng biện, văn chương ngôn luận như dòng nước, không bao giờ vơi cạn, tính tình họ nhân ái, thương người, thích giúp đỡ người khác, nhưng lại dễ mắc thị phi, miệng tiếng, làm ơn nên oán, hoặc bị hiểu lầm. Người tuổi Ất Mão dường như có cuộc sống biến động, thích sôi nổi, hay bàn luận, trao đổi với bạn bè, chia sẻ bộc bạch với người thân, tâm họ rất tốt, phẩm hạnh cao thượng hơn người. Ất Mão đều tượng trưng cho hành Mộc khiến con giáp này hào phóng và thông cảm với người khác hơn, họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, chu đáo, tận tâm giúp đỡ người khác, họ sẵn sàng pha cho bạn chén trà, hay lắng nghe bạn than thở về những chuyện không may của mình. Đôi khi, ất mão quá tốt với người khác, lại làm hại cho bản thân, bị lợi dụng mà không hề hay biết, họ cần học cách từ chối và rút lui, nếu không muốn cảm xúc của mình bị quá tải. Ất mão là người ít quyết đoán nhất trong số các tuổi mão, một trong các lý do là họ luôn muốn giữ vai trò kiến tạo, hòa bình, và không muốn làm tổn thương người khác, họ dễ bị cấp trên ham dọa, và có thể chọn cách bỏ qua những sai phạm mà họ chứng kiến, để tránh gặp rắc rối. Ất Mão thường tránh mọi sự chú ý, và không thích làm người nổi trội, bản chất ghét cạnh tranh, họ chỉ muốn biến các mối quan hệ thành một trải nghiệm hạnh phúc. Chính vì vậy, cuộc đời họ tràn ngập bạn bè, và các mối quan hệ tốt lành trong công việc. Ất Mão là người rất tận tụy, và yêu thích việc mình làm, họ thường lặng lẽ làm việc, khi tìm được việc mình thích, họ sẽ gắn chặt với nó cho tới khi đạt được thành công. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Đầu năm mới, Ất Mão được coi là con giáp may mắn nhất, khi mà ngũ hành từ đầu tháng đến cuối tháng đều tương sinh, hoặc sinh vượng với nguyệt lệnh dần mộc đầu tháng, kiếp tài lâm đế vượng, nên làm gì bạn cũng được bạn bè giúp đỡ, cuối tháng có chính quan tương sinh, con đường sự nghiệp hứa hẹn sẽ có nhiều thuận lợi. Ngoài ra bạn cũng là con giáp có nhiều quý nhân phù trợ, mặt sự nghiệp đứng thứ hai trong bảng xếp hạng may mắn tháng 1 âm lịch năm 2023 này. Xem tử vi tháng 1 năm 2023 của 12 con giáp, nhìn trung vận trình tháng 1 năm 2023, vẫn là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi ất mão, sinh năm 1975, nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm, và tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi. Theo lá số tử vi thì tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 gặp được cục diện tam hội, giúp cho sự nghiệp cũng như tài lộc của người tuổi này có dấu hiệu phát triển tích cực hơn hẳn, nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn có thể gặp gỡ và quen biết được với quý nhân. Về tài lộc, người làm ăn kinh doanh trong tháng mới, công việc của bạn cũng tiến triển thuận lợi hơn khi các mối quan hệ với khách hàng, đối tác đều phát triển tốt đẹp trong tháng một này. Tuổi Ất Mão nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh, nên gặp khó khăn được mọi người giúp sức, lại được giới thiệu thêm cho những cơ hội làm ăn triển vọng. Hãy chăm chỉ làm việc, ắt sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Về mặt phong thủy, hướng may mắn nhất trong tháng này sẽ là, hướng Bắc Đông Bắc và hướng Đông. Ở vị trí trung tâm căn nhà cần giữ ở vị trí giữa nhà yên tĩnh, sạch sẽ, hứa hẹn mang lại sự giàu có và may mắn là hướng bắc còn hướng đông sẽ đem lại sự hạnh phúc trong tình yêu, hướng xấu sẽ nằm ở hướng đông nam, tây nam và hướng tây. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng 1 âm lịch năm 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe. Về mặt sự nghiệp Tử vi tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, đầu tháng 1 âm lịch 2023 này cho thấy. Sự nghiệp vượng, người này có kiếp tài lâm cục, mệnh chủ có tinh thần và sức sống dồi dào, bạn có được lòng nhiệt tình, và sự thẳng thắn trong công việc, ý chí mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước khó khăn, nên công việc tương đối thuận lợi. Vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp đáng để kỳ vọng, với chính quan tọa mệnh, người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, khá nổi bật về tính trách nhiệm, cũng như sự tuân thủ tuyệt đối quy định nghề nghiệp khi làm việc, bạn có khả năng kiềm chế bản thân khá tốt, tránh được hầu hết là những cuộc tranh cãi trực diện, gây xấu cho sự nghiệp. Những người có căn nhà quay mặt về hướng đông, sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, nhất bạch tham lang ngự hướng đông, kết hợp với ngôi sao sáng tạo tứ lục, mang lại nhiều ý tưởng và cảm hứng làm việc cho bản mệnh về mặt tài vận cho người tuổi Ất Mão trong tháng 1 âm lịch 2023. Đầu tháng 1 âm lịch 2023, kiếp tài trong tứ trụ xuất hiện, đại diện cho người thân là nam giới của nữ mạng, có thể thấy, vận tài chính của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, tháng này sẽ có liên quan đến những người này, có thể một khoản làm ăn đầu tư nào đó bị người thân, anh rể, hoặc bạn bè, đồng nghiệp, tranh mất, vận cạnh tranh trong tiền tài tương đối mạnh mẽ trong tháng này. Tử vi tháng 1 âm lịch về vận tài lộc cho người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 trong tháng có chính quan lâm vào đại vận có thể thấy cách bạn sử dụng đồng tiền lại mạnh hơn cách bạn kiếm tiền cũng có kế hoạch mạch lạc rõ nét các giấy tờ con số luôn được tính toán và sắp đặt gọn gàng chi tiết tuy nhiên vì chính quan khá bảo thủ nên mặt kiếm thêm của người này không được phát triển lắm với những người đang sống ở căn nhà quay mặt hướng nam, hoặc phòng ngủ ở hướng này, thì cần tránh đi chơi khuya, hay đến những nơi xa lạ, nơi có nhiều âm khí, ngôi sao thất xích phá quân, ngự tại đây, cũng mang tới sự phản bội trong công việc, và tài chính, bạn hãy giữ cho khu vực hướng nam của căn nhà thật yên tĩnh, và sạch sẽ. Về mặt tình cảm. Lúc này tình cảm của bản mệnh ất mão khá thiên truyền thống mặt cảm xúc có thực thần chiếu mệnh sống thiên về các giá trị văn hóa cũ họ coi trọng đạo đức lối sống có nề nếp bạn luôn mong chờ một đoạn tình cảm đi từ tình bạn lên hoặc một mối quan hệ gần gũi ngay xung quanh mình trong các buổi gặp gỡ người tuổi ất mão thể hiện được tính cách trầm mặc điềm tĩnh đáng tin cậy vận nhân duyên của bạn cũng vì thế phát triển dần dần quan hệ xã giao tốt bạn nổi tiếng là người cư xử có chừng mực duyên phận chủ yếu được mọi người yêu quý mà giới thiệu phần nhiều về mặt sức khỏe đầu năm sức khỏe của người tuổi ất mão sẽ cần phải thận theo sự thay đổi của thời tiết khi lúc này không gian đã chuyển sang đầu xuân mới bạn nên duy trì giấc ngủ ngon mỗi ngày và luôn đảm bảo căn phòng của mình thông thoáng bởi đầu xuân chúng ta sẽ luôn có cảm giác buồn ngủ tâm tư nặng nề và cảm giác thiếu sức lực đây chủ yếu là do thời tiết chuyển sang đầu xuân không khí ban ngày ban đêm thay đổi lớn người tuổi này nên ngủ dậy sớm thường xuyên co giãn gân cốt đi bộ và đảm bảo mình luôn được hít thở bầu không khí trong lành trong tháng một này, những người có phòng ngủ hay là nhà ở quay mặt về hướng đông nam, thì cần phải thận trọng về sức khỏe, vì ngôi sao bệnh tật đã hạ cánh ở đây, khi nó kết hợp với ngôi sao ngũ hành của năm, gây ra sự tương xung bất lợi, các bạn không nên đi du lịch, hay là làm những việc gì quan trọng vào thời điểm này. Vâng, kính thưa quý vị trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, cho người tuổi ất mão, sinh năm 1975. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác tuổi Ất Mão sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi, mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo